Alo, chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với Quyền Hàng Bãi Tháo Máy Bắc Ninh. Hôm nay em lại lên cho các bác một cái video nữa nhé. Hôm nay em săn được cơ số hàng cũng là rất là nhiều nhé các bác. Đó, bây giờ em sẽ giới thiệu từng loại hàng một này. Đó, vào luôn chủ đề. Nhưng cái tấm phím này em vẫn còn nhé các bác. Đó, em sẽ lên bao giờ hết thì thôi. Đó, hôm nay em về những cái khay inox này. Đó, các bác lướt lướt qua trước nhé. Những cái này nó có nắp này. Hai cái này thì là em có một loại mất nắp và một loại còn nguyên nắp này. Và những cái khay này. Đó, và sau em để điện thoại đây. Đó, cái khay kiểu như này nhé. Cái này là dựng đứng lên như này này các bác này. Đó. Đứng lên như này nhé. Đó, rất là hay. Này à, lên nam châm cho các bác này, về rất là nhiều nam châm, em chỉ bày mẫu ra đây thôi nhé. Ví dụ như cái loại này này, loại này thì có một hai thanh thôi, nhưng cái loại này, những cái loại này thì có rất là nhiều nhé các bác. Đó, có rất là nhiều, ba cái mẫu này, một mẫu này, một mẫu này, một mẫu này, đó, ba mẫu này có rất nhiều. Đó, một con quạt từ hôm qua còn sót lại này. Đó, chả biết sao hôm nay em có view không. Nếu mà em không view thì các bác vui lòng muốn mua thì xem lại cái quạt à, cái ngày hôm qua em view nhé. Đó, không biết em có đủ thời gian để view không. Cái góc này, con lùa này, ốc inox lục giác loại nhỏ này, ốc inox loại lớn màu đen này. Đó, những cái cục cao su non nhé. Đó, và hôm nay em về được ba cái bộ vít me này. Đó, hàng rất là ngon nhé các bác. Đó, giá rất là tốt, và hai cái bộ nhỏ nhỏ này. Đó, hai bộ nhỏ nhỏ này nhá các bác. Đó, và em lên cho các bác hai cái bàn vít me này nữa. Đó, hàng mới về nhá các bác. Đó, và hôm nay em lên dây tủ này. Dây tủ thì hôm nay em lên một series đòn toàn hàng của THK thôi nhá, hàng hiệu nhá các bác. Hàng hiệu đó. Chân máy ngày hôm qua vẫn còn này, chân máy này, bánh xe này, bánh xe tăng chỉnh, bánh xe chịu tải này. Chân máy chỗ kia cũng còn rất là nhiều nhá các bác. Đó, còn chỗ này là mấy cái chà nhám băng này vẫn còn này các bác. Chỗ này đấy, một con máy hút chân không tách dầu này, một con quạt hút thổi này, đó, vài con motor, chả biết có view được không. Đó, mấy cái nam châm điện hàng hãng cũng có, và hàng hàng không có tem mác gì cũng có nhé, chả biết, không thấy nó có tem mác các bạn. Đó, và hai cái bộ vít me siêu dài này các bác này. Đó, siêu dài, dài lắm các bác. Đó, sau tí nữa em sẽ view view một cây nhá. Và tiếp tục này, hôm nay em lại lên tiếp tục mấy cái con xi lanh. Đó, hôm qua cái cặp này này có bác ủng hộ em một chiếc rồi. Đó, có bác ủng hộ em một chiếc rồi. Đó, hôm nay em lại lên tiếp một cặp này và một cặp này. Đó, chắc là cũng hết rồi nhá các bác, chắc là cũng hết, khả năng em phải đi săn lô mới. Và những cái đồ này, hai cái trụ này, hai cái trụ máy này vẫn còn này, một cái bình, hai cái bình áp vẫn còn, và mấy cái tủ điện kia vẫn còn nhé các bác. Đó, đó là những cái hàng em sẽ giới thiệu cho các bác trong video ngày hôm nay. Thì để đi vào chi tiết cụ thể từng video một đó, từng sản phẩm một, em sẽ view từng sản phẩm một, thì em mong các bác bỏ ra cho em 3 giây thôi nhé các bác, cho em xin một like và một đăng ký kênh. Đối với bác nào chưa đăng ký kênh, mới xem kênh của em. Đó, bác nào đăng ký kênh thì nó có cái lợi ích là khi các bác đăng ký kênh, các bác bật chuông thông báo lên ấy, thì khi em về, em hàng mới em lên thì các bác là những người đầu tiên xem được, thì sẽ chốt được nhé. Đặc thù hàng ở bên em ấy thì là nó có một số những cái mặt hàng nó số lượng nó ít nhé các bác. Đó, các bác xem muộn đôi khi nó hay bị hết hàng đấy các bác. Đó, thế còn lại ấy thì những cái mặt hàng thì em nó có số lượng thì các bác cứ cứ đàng hoàng thủng thẳng mà mua nhé các bác. Đó, còn với những bác nào mà đăng ký kênh rồi thì cho em xin một like và một chia sẻ nhé các bác. Đầu tiên em sẽ lên cho các bác cái tấm phím này. Đó, cái tấm phím này em vẫn còn nhé các bác. Đó, em sẽ vừa nãy như đầu video em thông báo là em sẽ lên bao giờ hết thì thôi này. Hôm nay em cắm đứng lên như này. Đó, kích thước thì em để đây nhé. Đó, rất là đẹp nhé, phím đen dày 1,2 cm.
chiều dài 68, chiều rộng 33. Đó. Trên thân này nó khoét một ít lỗ này. Bắt ốc nhá các bác. Và có hai cái lỗ này. Một lỗ trên này và một lỗ ở bên dưới như này nó bị lấp ở đây. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác mấy cái tấm nhôm này nhá các bác. Đó, hôm qua về một series thì cái này thì vẫn còn này. Cái dòng này các bác không thích. Người ta có cắt đi nhưng người ta mài rồi nó rất là đẹp nhá các bác. Đó. Hai cái tấm này nó là một này. Đó, hai tấm này nó là một nhá, nhưng mà người ta cắt đi cần này này các bác này. Đó. Người ta cắt đi cần này nhưng mà người ta mài rất là đẹp này. Đó. Kích thước thì em để đây này, giá 115.000 một tấm này. Đó. Rất là đẹp nha các bác. Cái này thì em còn sót lại một tấm này, cái tấm này là 125.000 này. Đó, kích thước thì nó dài hơn cái tấm này một tí này. Đây các bác nhìn này. Đó. Các bác nhìn thấy chưa? Dài hơn một tí. Đó. Tấm này là 125.000 nha các bác. Tấm này là 115.000. Cái tấm 115.000 này thì em còn đâu hai còn 6 tấm nhá. Cái tấm 125.000 thì em còn một tấm thôi. Tiếp tục em lên cho các bác những cái tấm phíp này. Đó. 54 nhân 54 này, vuông vuông 54 luôn nhá các bác. 54 nhân 54 nhân 0,85 này giá 240k một tấm. Đó, nó là phíp nâu đỏ nhá các bác, rất là đẹp. Mặt trên mặt dưới là đều đẹp như nhau. Đó. À, cái chỗ này nó bị lấp ánh sáng này, đâm mà nhìn nó hơi tối tối nhá. Thì đây của nó đây nhá, mặt trên mặt dưới đều đẹp như nhau. Mặt trên cũng đẹp, mặt dưới cũng đẹp. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Nó đỏ. Đấy. Đó, bác nhìn thấy chưa? 240k một tấm nhá. Tất cả lỗ bề mặt đây các bác đều nhìn thấy hết, nó toàn bộ là lỗ 4 ly. Toàn bộ lỗ 4 ly với 3 ly nhá các bác, riêng chỉ có 4 cái góc này. Thì lỗ nó là khoảng độ 8 9 ly, 8 ly thì cho đến 10 ly này. Đó. Đấy, hôm nay em chỉ có hai cái tấm phíp đấy thôi nhá các bác. Và tiếp tục em lên cho các bác cái khay, những cái khay inox nhá. Đầu tiên em giới thiệu cho các bác cái khay này trước, đưa cho anh kích thước này. Đó, cả hai cái. Đó. Đầu tiên em giới thiệu cho cái khay này trước này. Em cái này em có một cái duy nhất thôi nhá. Kích thước em để đây. Đó, 29 x 15 x 17 này. Dày 1 ly nhá. Em kẹp chỗ này là dày 1 ly. Đó. 29 chiều này là 29 này, chiều này là 15 này. 15 này em không đo cái chỗ tai này nhá. Em chỉ đo cái chiều này thôi, từ dưới này lên đây thôi. Đó. Và chiều sâu này là 17 cm này. Cái tấm này thì nó được những cái chỗ này là lót meca này, những cái cửa này là lót meca này. Đó. Ở dưới thì có khoan lỗ này, lỗ này cho khoảng độ 10 ly. Đó. Giá cái tấm này em bán là 180k, em có một cái thôi nhá các bác. Nó có làm 3 ngăn này, 2 ngăn to, à, một ngăn to và 2 ngăn nhỏ hơn này. Cái này em có một cái duy nhất này. Đó. Cái thứ hai này em cũng giới thiệu đến cho các bác là em có một cái duy nhất thôi nhá các bác. Đó, cái này em cũng có một cái duy nhất đây này. À, cái này em có mấy cái nhỉ? Cái này em có đâu 4-5 cái nhá các bác. Đó. Hình thức là như này. Đó, kích thước thì em ghi đây nhá. 44 này. 44 nhân 12 này. Nhân 12 nhân 0,18 nhá. Tức là nó dày 1 ly 8 nó các bác, giá 310k. Đó, bên trong là nó có cái nó mở ra như này này. Đó. Đó, nó sẽ có 4 ô. 4 ô và có 3 ô này thì đục lỗ và ô này thì không đục lỗ. Đó, ô này là kín này. Đó. Và các lỗ này thì ở trên này nó có lỗ này là lỗ thủng nhá, lỗ thủng. Đó. Chiều này là 44 này, chiều này là 12 này, chiều cao cũng 12 nhá. Chiều này 12 là em không đo cái chỗ này. Không đo chỗ này. Không đo cái đoạn nó thừa ra như này nhá các bác. Đó. Giá cái này là em bán 310k này, em có đâu 4-5 cái. Cái tiếp theo em giới thiệu đến cho các bác là cái này. Đó. Cái tiếp theo em giới thiệu đến cho các bác là cái này. Nó cái này nó hơi nặng nhá. Này. Cái này thì nó lớn hơn một chút này, cũng là 44 nhân 12 nhân 12. Nhưng mà cái này nó dày tận 2 ly 4 nhá các bác. Một là nó dày 2 ly 4. Đó. Cái thứ hai là tất cả những cái nắp này nó có meca bịt này. Đó, nó có meca bịt này các bác ạ. Đó, nó có meca bịt như này nhá. Đó, nó có meca bịt như này. Đó.
và nó có ba cái này, 1 2 3 cái đều bị đục lỗ như này nhá, và một ngăn cuối cùng cũng kín như này. Cái này thì nó dày hơn nhá các bác. Nó dày đến 2,4 L nhá các bác, giá là 430k. Đó. 430k, cái này em có một cái duy nhất này. Đó. Tiếp tục quay sang bên này. Đó, em giới thiệu đến cho các bác từng mẫu một nhá. Cái mẫu tiếp theo là cái mẫu này. Đó, để thế này thì các bác nhìn nó dễ hơn này. Đó, kích thước là 33,5 x 12 x 12 này. Đó, cái chiều này là 33,5. Đó, chiều này là 12, chiều cao này cũng 12. Dày 18, dày 1,8 ly nha các bác. Đó, cái chiều dày này là 1,8 ly. Tất cả đều đục lỗ ở mặt đằng trước kia. Em không biết đây là mặt đằng trước hay mặt đằng sau. Đó, giá 220k. Đó, giá 220k. Cái này ở trong công ty Samsung người ta thải ra này, người ta ghi rõ ràng là vị trí để mặt nạ phòng độc nhé các bác. Đó. Cái kiểu như là cái này nó ở trong phòng sơn hay cái gì đó, người ta để cho công nhân nhé. Khi công nhân vào làm việc xong hết ca là chắc là em nghĩ là để mặt nạ vào đây này. Đó, để mặt nạ vào đây, sau đó ngày hôm sau đến làm thì lại đến đây lấy nhé. Em đoán thế thôi, không biết có đúng không. Đó, giá 220k cái này. Cái tiếp theo này các bác. Đó, cái tiếp theo. Đó, cái này thì cái này em có cũng có đâu 7-8 cái nhá các bác. Đó, 7-8 cái gì đấy, em không nhớ đâu. Đó, cái này thì em có đâu 4-5 cái này. Kích thước là cũng là như cái kia, nhưng mà cái này thì nó lại có nắp. Bản thân cái kia là nó bị mất nắp nhá. Đó, cái này nó kích thước này 33,5 x 12 x 12 cũng 18 ly này. Giá 280k. Cái này nó có nắp thì nó đắt hơn này. Đó, cái này nó có nắp thì nó đắt hơn. Cái loại này thì em có đâu 4 cái thôi nha các bác. Đó. Còn này, cái này nó còn bị gãy mất cái quai này. À, gãy mất cái tay mở này. Đó, nó cũng đục lỗ nha các bác, một mặt đục lỗ. Đó. Cái này thì em cho các bác xem cái mặt lỗ nó như này nha các bác. Đó. Cái kia nó cũng thế kìa, nhưng mà cái kia nó là mất nắp. Đây, cái này là mất nắp nhé, còn cái này là còn nắp. Đó. Hay các bác về đựng gì thì đựng nhá. Đó, giá 280k này, 280k cái này. Đó. Tiếp tục. Em lên cho các bác, cái này thì em có hai cái này. Đó, em để một cái lên đây. Em view một cái thôi nhá. Đó. Đó, cái này này. Đó, hình thức là như này, lỗ thủng đây nhá. Cái này em nghĩ là cái là mà người ta treo vào ria máy hay là treo vào cái chỗ phòng làm việc đó, là để người ta đựng giấy tờ thì phải, em đoán thế nhé. Thiết kế kiểu này em nghĩ là chỉ đựng sổ sách giấy tờ thôi. Đó. Kích thước là 33 x 17 x 5 này, dày 1,6 L này. Chiều này là 33 này, chiều cao này là 17 này. Đó, em đo từ đây đến đây nhá, từ đây đến đây là 17 này. Đó. Chiều này là 5 cm này. Đó, chiều này 5 cm, lỗ ba cái lỗ thủng này. Dưới đáy là như này, nó có cái rãnh này thì không biết để làm gì. Đó. Và đằng sau lưng này nó có cái tí keo này, cái keo gì ấy các bác. Dính lắm nhá các bác. Các bác về một là các bác hơ nóng lại là dính dán được nhá. Không có thì các bác bóc đi. Đó, em bóc thì thấy nó lâu quá. Thế là em mới lại sau em đang bóc từ đây đến đây thì em chợt nghĩ ra có thể về các bác hơ nóng lại và các bác dán lại được. Thế là em lại bớt lại. Đó. Nhà em bóc mất một tí rồi nha các bác. Cái này cũng thế này. Em cũng bóc mất một tí rồi cho em nghĩ ra là các bác về dùng cái máy khò hoặc cái máy sấy tóc ấy, hơ nó nóng lên nó chảy ra các bác dán lại được nhá. Đó, không có gì các bác bóc đi, bóc nó hơi lâu một chút. Đó, giá 170k, cái này em có hai cái này. Đó, tiếp tục nha các bác. Quay sang bên này thì em view cho các bác ít nam châm nhá. Đó, bây giờ em sẽ quay ra đầu này em view này. Ờ, để em view đến đâu là em cất đến đấy nhá. Cái này nó hơi nguy hiểm nên em sẽ view đến đâu em cất đến đấy này. Đó, cái tấm đầu tiên này. Tấm đầu tiên. Đó, là kích thước là 48 x 6 nhá, chiều dài là 48 này, bề ngang là 6 này. Đó, 340k. Đó. Các bác về bóc cái này đi mà dùng này. Đó, hoặc là để cả thì tùy nhá các bác. Cái này các bác dính đồ thì thôi rồi nhá các bác. Đó. 340k tấm này. Tấm tiếp theo này các bác. Tấm tiếp theo là tấm này.
Đó, 380K, kích thước là 54 x 6 này. Đó, cái tấm này thì bóc rồi nha các bác. Đó, bóc rồi nó đẹp như này này. Đó, 380K, kích thước em để đây. Các bác chụp hình đi. Đó, 380K. Tiếp tục nha các bác. Cái này em cũng bày mẫu ra đây cho nó sinh động thôi, chứ cái này em cũng có đâu mười mấy tấm nhá các bác. Kích thước là 54 x 75 này. Đó, kích thước là 54 x 75 này, giá là 550K một tấm. Cái này rất là dày nhá các bác, dày lắm á. Nó cái này hút thì siêu mạnh nhá các bác, cái này không đùa được đâu nhá các bác, nó hút ghê lắm. 54 x 75 nhá các bác. Đó, em để ở đây để em dính vào này. Nó rất là ghê nha các bác. Đó, cái này các bác làm tương đối cẩn thận một chút nhá. Nếu mà các bác mua một thanh thì không sao, nhưng mà mua vài thanh thì cẩn thận một chút. Đó, bởi vì nó càng lớn thì nó hút càng khỏe, và nó hút càng khỏe thì nó càng nguy hiểm nhá các bác. Nó kẹp tay thì rất là buồn nhá các bác. Em chỉ nói rất là buồn thôi. Đó, tấm tiếp theo này. Tấm tiếp theo lên cho các bác là cái tấm này. Đó, 77 x 6 giá 550K. Cái tấm này thì nó có cái model dán ở đây này, các bác nhìn kỹ cho em cái này. Đó, cái này nó cũng có một cái lượt băng dính vàng ở bên ngoài nhá. Về các bác bóc đi, bóc không có. Cái băng dính này thì bây giờ nó hơi xấu rồi. Về các bác bóc đi nhá. Đó, tại vì em cứ bóc đi bóc lại một vài lần nó nhăn nheo rồi. Khi các bác nhận hàng thì là các bác nhận thanh khác nhá, không phải nhận thanh này. Đó, nhận cái thanh có thể là nó mới hơn cả thanh này nhá các bác. Cái thanh này em sẽ cứ để mẫu đây thôi. Đó, và tiếp theo là cái thanh này. Kích thước là 77 x 4 này, giá 400K. Cái thanh này thì nó là hàng hãng nhá các bác. Hàng của Mitsubishi này các bác, để em tẩy tẩy cái chỗ này đi này. Đó, chỗ này nó bẩn này, nhìn nó hơi khó một chút nhá. Hàng này là hàng của Mitsubishi nhá các bác. Đó, sản xuất tại Nhật Bản, Made in Japan luôn này. Đó, Made in Japan nha các bác. Hàng này đến từ Nhật. Đó, giá cái tấm này thì là 77 x 4 này, dài 77 x bề ngang này là 4 cm, giá 400K. Đó. Cái này thì em cũng có nhiều nhá, cái này là em có nhiều nhất này. Đó, cái này em có nhiều nhất này. Đó. Đúng rồi, chiều dài, chiều rộng, hành trình. Ừ. Phi vít me là 15 bước 5. Dây 9. Đó. Anh ghi rõ ràng như thế. Đó. Em đăng lên Zalo có bác ấy hỏi. Đó. Bác ấy hỏi bà xã em thì cũng không dành được cái món này lắm. Năm nay em phải bảo. Đó. Em ghép cái này vào nhé các bác. Đó. Cái này nó rất là nguy hiểm này. Một lần nữa nhá, thì đây này các bác này, cái chỗ này nó, các bác nhìn thấy chưa, cái chỗ này mà khi em sập xuống nhá, do cái lực hút hai thanh nó hút ghê quá, nó ép cong hai thanh vào với nhau như này, các bác thừa biết được cái lực hút nó kinh khủng cỡ nào. Và tiện đây thì em cũng khuyến cáo các bác nhá, em cũng tiện đây thì em cũng nói các bác, khi các bác mua một thanh thì em cũng nói, khi các bác mua từ hai thanh trở lên mà trong trường hợp để nó dính vào nhau, à, nó dính vào nhau trong bất kỳ trường hợp nào thì hãy nhấc điện thoại lên gọi cho em nhé. Em không phải là chuyên gia nhưng em là người bán thường xuyên thì em có những cái cách xử lý nó tốt nhất đó để gửi đến các bác đó, và em hướng dẫn các bác cách gỡ. Bởi vì cái này thì ai gỡ cũng được, nhưng mà các bác gỡ xong có thể là nó nát hết nam châm đó, thì em sẽ bày cho các bác cách gỡ làm sao mà nó vừa an toàn và nó không nát nam châm nhé. Đó, nó sẽ có cách gỡ để mà vừa an toàn vừa không nát nam châm. Đó, các bác hãy nhấc điện thoại lên gọi cho em nhé, bất kỳ lúc nào. Tiếp tục quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác hai cái bộ vít me này, hai cái bàn vít me. Thì em sẽ lấy thước
Bây giờ cái bộ này nhá, cái bộ này thì vì do cái thời gian em chuẩn bị nhá, thì em sẽ đó em ghi sẵn ở đây rồi này. Đó. Cái này nhá là của nó này, em tháo sẵn ra cho các bác rồi. Cái này của nó là dài 57 cm này, dài từ đầu này đến đầu này là 57 cm, hành trình trong này là được 44 cm này. Đó. Hành trình là được 44 nhá các bác. Đó, đây này, đo từ đây đến đây là được 44 này. Đó, vít me này là phi 18 này. Đó, bước 4 nha các bác, vít me phi 18 bước 4. Cái trục này, trục trượt này là phi 16 này. Đó, và bộ này em bán là 1.050.000 nhá. Đợt trước là những cái bộ trước là nó có tay quay á, thì em bán là 1 triệu, triệu mốt nhá. Cái bộ này thì nó mất, nó không có tay quay. Đó, và nó không có tay quay nhưng mà nó có cái củ tay quay nhá các bác. Đấy, bây giờ em mới nhớ ra này, nó có cái củ tay quay này, các bác về thì các bác nào khéo tay có thể hàn được này. Đấy, lấy cái củ này nhá, hàn nó vào đó, là dùng được nhá các bác. Đây đây là cái củ tay quay đây, các bác hàn nó vào là các bác thành được cái tay quay luôn đó. Lấy cái vòng sắt 6 đó, các bác hàn nó vào là thành cái tay quay luôn nhá. Hoặc là các bác hàn cái sắt gì vào đấy tùy nhá các bác, nó là nó thành cái tay quay luôn. Đây đó, vặn là nó chạy như này nhá các bác. Và nguyên bản là cái này nó nằm ở đây này đó, nguyên bản nó nằm ở đây. Em tháo ra để em tháo cái mặt này ra để cho các bác xem bên trong nhá. Đó, nó nằm ở đấy, nó nằm y xì như này đó đó. Và em tháo ra để em cho các bác xem bên trong thôi. Cái này nó là hàng, để em kiểm tra xem nó là hàng đúc hay là hàng hàng ghép này. Cái này nó là hàng, hàng này là hàng đúc à, hàng ghép à, hàng ghép nhé các bác. Đó, nó đúc hình chữ U các bác ạ, đúc hình chữ U nhé. Đó, trên này nó có bề mặt thước chia chia độ này từ 1 cm cho đến 50 cm này. Đó, nó rất diện cho các bác thao tác. Đằng sau này nó cũng thế này, hai mặt luôn nhá, hai mặt đều có thước này. Đó, cái đế này của nó nhá, em dựng lên em đo cho các bác cái đế này. Đó, cái đế này thì cái đế dựng đứng này của nó một chiều là 17,5 này, chiều này là 18 này, à 17,5 nhân 17,5 vuông luôn, vuông 17,5 luôn. Đằng sau này nó có cái con ốc hãm này, đó. Đằng sau này nó con ốc hãm nhá các bác. Cái con này hãm vào thì nó sẽ cởi chặt cứng là nó không 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 quay được nữa nhá. À, khi các bác hãm con này vào là nó chặt cứng nó không quay được nữa. Đó. Đó, con ốc hãm này, nó hãm, nó hãm vào cái chỗ này 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 các bác này. Đó, nó hãm bằng cái cao su như các bác. Em cho các bác xem này. Nó hơi tối một chút này. Để em bật 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 cam à, bật bật đèn lên cho các bác nhòm nhá. Đó, nó hãm bằng cái cao su này nhá. Các bác không lo là nó làm hỏng cái vít me đâu. Nó đẩy cái cao su ra nó hãm lại đó, mọi người nhìn thấy chưa, nó hãm cái hành trình này lại là để im luôn nhé, nó không trôi được đó. Bây giờ em để vào này, nguyên bản của nó là như này cho các bác dễ hình dung nhé các bác. Đó, nó như này đây, cái này đây đó, em cho các bác xem lại giá và kích thước trước này. Đó, giá là 1.050.000 đấy, nguyên bản của nó là đặt thế này nhé các bác. Đó, cho các bác xem lại tổng thể trước này. Đó. Đó. Để em view cái khác nhé, quay sang cái bên cái đen này. Đó, cái đen thì em cũng ghi đây rồi. Ốc dươi, ốc dươi, ốc dươi. Cái đen đây thì em cũng ghi đây nhá, nó dài 17 à 70 cm này, bề rộng này là 22 nhé các bác. Bề rộng này là 22 này. Đó, đo ở bên dưới này thì là 22 mà đo trên cái mặt này thì là 22,5 này. Đó. Hành trình của nó là được 38 cm nhé. Hành trình từ đầu này đến đầu này là 38 cm này các bác này. Đó. 38 cm. Vít me này là vít me 20 này, bước 4 này. Đó, vít me 20 bước 4, trục trượt này là trục trượt 10 16 này, phi 16. Đó. Đó, phi 16 nhá. Và bên hông này người ta cũng có thước này các bác này. Đó, cũng có thước, cái thước này người ta làm, người ta in ra, người ta dán cái thước này vào đây nhá. Thước này là thước dán nhá. Đó, nó bằng nhôm hay bằng gì đó. Nó bằng nhôm hay bằng gì người ta dán vào đây.
không biết mặt bên này thì có thước không để em cho các bác xem. Một mặt có thước thôi nhá các bác, mặt bên kia là không có. Và con này thì có tay quay này, có tay quay, có hành trình để hãm lại nhá các bác. Đây cái tay quay này, cái này là cái hãm lại này. Cái nó con này thì quay rất là nhẹ nhá các bác. Này, đó, em quay cho các bác này, đó, quay rất là nhẹ, nhẹ lắm các bác. Hàng này như là nó chưa dùng mấy, đó. Và lật đằng sau lên cho các bác xem này. Các bác nhìn cái con trượt này nó rất là lớn nhá. Đó, cái con trượt này nó rất là dài này. Nó có vú bơm mỡ hẳn hoi. Đó, con trượt này nó dài đến 10 cm. Em đo cho các bác này. Đó. Dài 10 cm nha các bác. 10 cm này. Chỗ tay em chỉ này. Đó, 10 cm này. Đó. Con trượt này nó dài đến 10 cm. 10 cm thì nó chỉ nói lên cái điều là nó sẽ chạy ổn định hơn nha các bác. Đó. Chạy ổn định hơn và chịu tải tốt hơn. Đó. Hình thức thì nó đây. Em chụp em quay tổng thể một chút này. Nó rất là lớn nhá các bác. Đó. Nguyên bản là người ta đặt đứng như này nhá. Ở trong công ty là không biết người ta làm cái gì người ta đặt đứng như này này. Đó, bây giờ em nằm đây view lại một lần nữa cho các bác này. Đó, sau em cất đi. Đó. Hình kiểu như này nhá. Bây giờ em đo lại cái bề mặt làm việc bên trên này. Chiều này là 20, chiều này là 22 nhá. Thế còn hành trình của nó là 38 cm, vít me 20, bước 4, trục trượt là phi 16 này, giá 1.400.000 nha các bác. Đó. Quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác à, em về được hai con này này. Đó, em xoáy một con ra rồi để cho các bác xem nhé, không biết con nào nhỉ, con này à, đúng không? Đó. Đây này. Giá 450.000 một con nhé các bác. Đấy. Bên dưới nó có đế nhôm này, có cái sẵn một cái đế nhôm, cái đây là cái bát motor này. Đó. Đó, mã của nó là cái con này nó gọi là gì đây? KM26 à. Đó. Chạy rất là trơn nha các bác. Đó. Em quay như này rất là nhẹ nhàng này. Bây giờ em sẽ quay ngược lại cho nó kịch nhá, để em đo hành trình cho các bác. Đó. Xem con này nó hành trình được bao nhiêu. Nó hơi lâu một tí nha các bác. Ôi thôi đẩy, đấy, đẩy tay được, chả đẩy. Con này hành trình này em đo đúng cái nút đỏ nhá. À các bác nhìn thấy chưa, nó khoảng độ 12 cm. Đó, đến cái nút đỏ này. Em đo từ nút đỏ ra nhá, là cái nút đỏ này là cái nút giảm chấn này. Đây bên này nó cũng kịch nút đỏ này. Nút đỏ là nút giảm chấn nhá. Đó. Con này rất là mượt nhé, chạy rất là mượt. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Bước thì rất là dày nhé, bước này không biết là bước mấy. Đó, em chỉ kẹp mà phi thôi nhé các bác. Ồ, sao có cái tí nam châm dính ở đây? Nào. Đó. Con này nó là phi 8 nhé các bác. Đó, phi 8 bước rất dày này. Bước này chắc là bước 3 nhé. Em chả biết bước mấy đâu, nó dày quá. To nó hơi khó nhé. Đem cho các bác này. Con này thì nó đến từ cái thương hiệu gì đây? Ồ, lấy nét hơi khó rồi. Đó, được rồi các bác. Con này sản xuất tại Đài Loan nha các bác. Đó, các bác chụp hình lại đi. Make in Taiwan này. Đó, con này của Đài Loan nha các bác. Đó, hành trình thì em đo rồi nhá. Bây giờ em sẽ đo dài tổng thể này. Con này nó dài tổng thể là 28 cm này các bác, 28 cm. Bề ngang của cái chỗ to nhất là em đo cái chỗ này thì nó là hơn 6 cm một chút này. Đó. Cái này thì là 4,5 này. Đó. Đo cái bát motor này, bát motor là 5,5 này. Đó, 5,5. Cái đế nhôm này rất là dày nha các bác. Cái đế nhôm này nó có ở đây sẵn thì em để đây cho các bác luôn này. Kích thước là 17 nhân mấy mấy đây? Nhân với 6,5 này, dày lắm, rất là dày nhá các bác. Nó dày đến 1 ly mấy đây, 1 ly 3, 1 ly 4. Nó khoảng độ 1 ly 3. Đó, đế nhôm này rất là dày nhá, có sẵn đây rồi. Xoáy mấy con ốc này ra là nó ra, nhưng mà thôi em chả xoáy làm gì. Đó, nó xoáy mất hai con ốc này này.
là cái đế nhôm này rời ra nha các bác, nhưng em để đây cho các bác. Đó, cái con này thì nó đầy đủ khớp nối này. Đó, giá em bán là 450k một con này, em có hai con. Con này thì nó cũng đẹp như thế này, cũng đẹp như thế nha các bác. Đó, nhưng mà cái con này thì cái khớp nối đây thì nó mất mất một nửa này. Đó, nó rơi mất một nửa, còn một nửa khớp nối này. Đó, con này thì nó đủ này. Đó, giá là 450k một con. Em có hai con. Tiếp tục quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác cái con này. Đó, con này thì em có ba con, em úp mua một con xuống nhá. Con này là cái đế này là của nó là đế đúc này. Đó, đó, cho các bác xem một lượt nhá. Thì em ghi sẵn đây rồi nhá. Con này là dài 74 cm này, bề ngang này là 8,5 này, hành trình được 51,5 nhá. Từ đây đến đây là 51,5 cm này. Đó, 51,5 cm này. Đó, vít me này là 15 bước 5 nhá. Vít me này là 15 bước 5. Dây này là dây 9 này. Đó, em kẹp cho các bác xem nhá. Dây này là dây 9 này. Đó, dây này là dây 9 nhá. Giá em bán là 750k một con này. Đó, đó, có đầy đủ khớp nối này các bác này, đầy đủ khớp nối luôn nhá. Đó, hoạt động rất là ngon. Đó, rất là trơn nhá các bác. Đó, đó, rất là trơn, chạy tít lừ các bác. 750k một con. Con này thì em nghĩ là nó đến từ Trung Quốc hay sao ạ. Đem cho các bác xem cái đầu này. Đó, các bác nhìn kỹ một chút này, không biết là thương hiệu thì của nước nào, nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc cái đồ này thì em không dành lắm này. Đó, sản xuất mùng 3 tháng 5 năm 2019 này, rất là mới nha các bác. Đó, sản xuất tại Trung Quốc. Thế còn cái thương hiệu robot này thì từ đâu thì em không biết. Đó, cho các bác xem kỹ một chút nhá. Đó, các bác có thể chụp hình ở đây mà đánh giá nó này. Đó, em có ba con. Đây, các bác có thể chụp lại con này, không biết xem nó có nét hơn không. Nó cũng thế thôi các bác, con này nó cũng thế này. Đó, cũng thế thôi. Hoạt động đều trơn tru hết nha các bác. Đó, hoạt động thì rất là ngon. 750k một con nhá, em có ba con. Đó, giá rất hợp lý nha các bác. 750k cho con này. Đó, em có ba con này. Đó, tiếp tục quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác một ít dây này. Đó, một ít dây. Hôm nay em lên dây cho các bác nhá, dây tủ nhá các bác. Hôm nay em lên toàn bộ chỗ này là hàng của THK hết nhá. Đó, đầu tiên em giới thiệu loại này. Đó, em cầm một cặp đi nhá. Giá bán là bao gồm một cặp như này. Đó, kích thước dây là 40 x 25 này. Đó, có nghĩa là chiều này là 40 này. Bản này là dày 2,5 cm nhé. Đó, dây này là dây 2 tầng này các bác. Đó, hành trình của nó đây, để em đo luôn hành trình cho các bác này. Con này hành trình thì nó ngắn thôi nhé các bác. Hành trình thì nó được chắc khoảng độ 30. Hành trình nó được có 25 đấy nhé các bác. Đó, hành trình được 25 này. Đó, hành trình được 25, em kịch chưa? À, chưa. Chưa kịch các bác. Hành trình nó được 30 nha các bác. Đó, hành trình được 30 cm. Hành trình được 30. Đó, và dây này là dây của THK nha các bác. Mang nhìn rõ chưa? Đó, THK này, Make in Việt Nam này. Đó, THK sản xuất tại Việt Nam nhá. Cái thương hiệu THK này là cực kỳ nổi tiếng nhá. À, THK này là của Nhật nha các bác. Đó, giá em bán là 80k một cặp như này nhá. 85k một cặp. 85k một cặp như này, bao gồm hai thanh. Đó, hàng hãng nhá các bác. Đây em bày ra đây ba cặp thôi, nhưng mà em có số lượng nhiều hơn ba cặp nhá. Cặp thứ hai cũng là dây hai tầng này. Đó, à quên, em kẹp lại các bác cái này cái, để các bác tính nhá. Kẹp lại cái độ dày nhá, độ dày này của nó là khoảng độ 1 cm này. Đó, nó tính cả cái độ dày này nữa nhá, để các bác lắp tủ. Loại thứ hai em muốn giới thiệu đến cho các bác cái loại này, nó dài 45 cũng dày thế nhá, cũng là dây hai tầng. Loại này thì em bán 100k một cặp, hai dây nhá, hai thanh. Nó cũng của THK này các bác ạ. À, đó,
Để em đo hành trình con này nhé. Con này hành trình chắc nó lớn hơn một chút. Kịch rồi. Con này hành trình nó được 33 nha các bác. Hành trình nó được 33cm này. Đó. Con này hành trình được 33. Cặp này thì em bán với giá là 100k một cặp như này nhé. 100k một cặp. Hai thanh như này. Hàng này là hàng tháo máy Samsung nhé các bác. Hàng hãng nha các bác. Còn hàng không phải hàng hãng thì nó rẻ thôi. Hàng này hàng hãng nó đắt nhé. Đó. Loại tiếp theo em giới thiệu đến cho các bác là cái loại này cũng dây 25 bản 15 nhưng mà loại này nó xịn lắm các bác. Nó xịn lắm nha các bác. Em lấy cây khác để em đo cho các bác nhé. Đây à, các bác nhìn thấy chưa? Đó. Nó như này nha các bác. Nó là dây 3 tầng nhưng mà 3 tầng người ta thiết kế kiểu này nha các bác. Đó. Cũng là dây của THK này các bác này. THK Make in Việt Nam này, các bác nhìn thấy chưa? Đó. THK Make in Việt Nam, toàn hàng hãng thôi nha các bác. Bây giờ em sẽ đo hành trình cho các bác này. Cái dây này của nó là dài cũng dài 45 thôi nhưng mà hành trình con này nó lớn hơn nha các bác. Đây em đo cho các bác hành trình này. Hành trình con này nó lên đến 47cm này các bác. 47cm. Đó, hành trình rất là dài nhé. Bởi vì nó là dây 3 tầng thì hành trình nó sẽ vượt cái khung dài của nó. Các bác nhìn cái đoạn bi của nó dài như này này. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Tha hồ vững nhé. Đoạn bi nó dài như này. Bên này cũng thế này. Cái đoạn bi của nó dài dã man luôn. Dài một gang tay của em này. Hai mấy phân. Đó. Cái dây này thì nó dày hơn nha các bác. Nhưng mà nó chịu tải tốt hơn rất là nhiều. Cái dây này nó dày như này nè. Dày 2 phân luôn rồi các bác. 19 mấy. Này. Đó. Cái này bác nào tiết kiệm về tách được đôi ra thì làm được một cặp luôn. Nhưng mà em nghĩ là đây nó hàn bấm đây này. Các bác làm nào mà tách được ra này, người ta hàn bấm nhá. Đó. Mà các bác tách được ra là làm được một cặp dây luôn. Đó, em bán 160.000 một cặp như này nha các bác. Đó, hai thanh như này này là một cặp dây này giá 160k. Tiếp theo lên cho các bác cái loại này. 230k, kích thước của nó là 56 x 5 này. 230k. Bề ngang là 56 nhá. Dây này là dây 3 tầng này các bác. Đó. Cũng là hàng hãng của THK nha các bác. Đó. Toàn hàng hãng thôi. THK Made in Việt Nam, em săn được cái lô dây này nó rất là ưng ý này. Dây 3 tầng luôn nhá. Loại này là dây 3 tầng. Em đo kích thước cho các bác nhá. Kích thước hành trình nhá. Em đo hành trình. Hành trình của nó là được tận 58cm nha các bác. 58cm này. Đó. Dây của nó khi thu lại thì nó dài có 56 thôi. Nhưng mà duỗi ra nó được 58 nhá. Đó. Hành trình nó được 58cm. Dây 3 tầng này các bác. Cái bi này nó còn dài dã man. Nó còn... Cái này chắc nó hai mấy phần em đo. Cái chỗ bi này. Cái chỗ bi là ổ trong này nó dài 23cm. Ổ bên trong nữa thì nó dài 25cm này. Có gì thì ổ bi nó dài dã man. Đó. Giá em bán là 230.000 một cặp này nha các bác. Đó. 230.000 một cặp này. Đó. Cái này thì em có 3 cặp thôi. Cái này thì em có nhiều. Cái này em cũng có nhiều. Và cái này em cũng có nhiều. Đó. 3 cái mã nhỏ nhỏ này. Đó. Thì em có nhiều. Cái mã lớn này có 3 cặp thôi nha các bác. Quay sang bên này thì có hai mấy cái trụ này này các bác này. Đó. Em có cái này em có một cái thôi này. Đó. Bác vào việc gì không? 120k. Đó. Thế còn cái mẫu này thì em có nhiều này. Đó, mẫu này em có nhiều. Nó bi trượt nhá. Đó. Con này thì nó là bi trượt. Con này nó cũng là bi trượt nhưng mà nó là dạng bi lục giác nhé các bác. Đó. Bi này phải bi lục giác không? Ngũ giác thôi, được 6 cạnh thôi nha các bác. Bi này bi 6 cạnh. Đó. Trượt như này. Đó, mà em không hiểu người ta thiết kế kiểu gì mà nó không, cái đầu này nó không có cái gì mắc mà nó không ra được. Đến đây là kịch. Không biết nó mắc ở chỗ nào. Thế tải. Biết họ thiết kế giỏi thật. Đấy, cứ ra đây là kịch này. Đó. Không ra được nữa. Hành trình được khá dài nha các bác. Con này nó hành trình đây, hành trình con này nó được tận 12cm nhé.
mà nó dài tổng thể này là được có mười mấy cm thôi, 21 cm thôi mà nó hành trình được 12 cm. Đó, các bác vào việc gì con này không? 120k một con này, em có một con duy nhất. Con này cũng 120k này. Con này hành trình thì nó được ngắn thôi này. Đó. 7 cm. Cái con bi này thì nó cũng dài 7 cm. Đó. Thì toàn bộ cái trụ này nó dài đến 18,5 cm này. Cái trụ này thì phi này của nó là phi 35 thì phải. Phi 35. Đó, phi 35 nhá. Bi này của nó là bi 35 này, bi phi 35. 120k, cái này em có số lượng này. Đó. Tiếp tục nhá. Em giới thiệu đến cho các bác cái bộ vít me này, em bày ra đây hai bộ này. Đó, hàng thì em cũng có số lượng nha các bác. Bộ này em bán 1,2 triệu này. 1.200.000 một bộ như này nha các bác. Đó. Thì bây giờ em sẽ đo tổng thể này, sau đó em sẽ đo hành trình nhá. Đầu tiên thước tiện thể thước kẹp, đây thì em đo cho các bác luôn cái vít me này. Cái vít me này là vít me 15 nhá các bác. Vít me 15 bước 20. Bước này là bước 20 nha các bác. Đó. Bước 20 nhá, em đo áng áng thì nó 19.6, chính xác là bước 20. Bên dưới này nó là cái bản dây, nó chạy bằng một cái bản dây 42 nha các bác. Đó. Cái dây bản dây bên dưới này là dây 42 nhá. Dây này là dây 42 này. Đó. Và bây giờ em sẽ đẩy kịch cái này để xem các bác xem nó trơn đến mức độ nào. Đó, rất là nhẹ nha các bác, bước thưa thì nó cực nhẹ. Bây giờ em đo tổng thể trước này. Không biết thước nó có mắc không, để thước đằng mắc nha các bác. Ui giời, nó tụt ra mất rồi. Oh, nó dài quá các bác ạ, nên là một mình em đo nó hơi khó đo. Các bác đợi em chút. Được rồi. Này, cho các bác xem này. Nó dài tổng thể đến chỗ này là 1m43 này, cả bô ly là 1m45 nhá. Cả bô ly là 1m45. Đó. Bây giờ em sẽ đo hành trình này. Hành trình nó đi được nhá. Hơi khó đo ấy. Hành trình nó đi được đây này các bác này, nó khoảng độ 1m22 đó. Từ cái tính trừ đi, trừ hao đi, nó được 1m21 nhé các bác, 1m21. Đó, nó có bản bắt motor đây, bắt motor của nó đây. Đó, trên thân của nó thì nó có những cái thanh cảm biến này. Đó, hai đầu nhé, đây là đây này. Những cái chân cảm biến càng cua vẫn còn nguyên dây dợ này. Có cái thì còn, có cái thì cắt rồi nhé. Đó. Rồi đây. Bên hông của nó đây nha các bác. Em sẽ lật bên dưới này lên cho các bác xem này. Xem dưới lưng của nó nhé. Nhôm đúc rất là đẹp nhé các bác. Và đây là thương hiệu của nó đây này các bác này. Đó. Gì đây này. Cái này thì nó đang bị chảy. Các bác chụp lại cái mã này giúp em này. Made in Korea nhé. Cái này đến từ Hàn Quốc. Đó, em xem cái con kia nó còn chữ nghĩa nó còn mới hơn thì em cho các bác xem. À, con này chữ mới hơn. Đây em sẽ đổi đầu cho các bác xem nhé. Con này chữ nghĩa nó chưa bị chày mấy. Đó. Em lau qua cho gái cho các bác xem này. Đây. Đó, các bác chụp hình nữa. Sản xuất tại Hàn Quốc nha các bác, Made in Korea. Đây là mã sản phẩm của nó này. Đó. Sản xuất tại Hàn Quốc. Đó. Tất cả các kích thước em đều đo rồi nhé. À, riêng còn cái này em chưa đo lại này. Đó. Cái mặt này làm việc này. Chiều dài của nó là 11 cm này. Bề ngang của nó là 8 cm này. Tổng chiều cao từ đất khi đặt lên đây là 7 cm này. Bề ngang của cái combo này thì nó khoảng độ 8 cm thôi nha các bác. Nó cũng tương đương với cái này, khoảng độ 8 cm. Đó. Bề ngang của cái này nó lên đến cái mặt nhôm này, mặt đậy này nó khoảng độ 6,5 cm. Đó, 6,5 cm. Đó. Giá em bán là 1.200.000.
1.200.000 cho một cây này nhé các bác. Đó. Tiếp tục quay sang bên này, nên em sẽ giới thiệu từ ngoài vào trong. Tiếp tục quay sang bên này thì em có mấy cái con xi lanh này. Đó, hôm qua em lên thì em bán được cái này thì em bán được một chiếc nhé. Có bác cái mua một chiếc. Đó. Bây giờ em sẽ test từng cây một nhé. Em sẽ cho các bác xem thông số này. Đó, con này là 22 x 5 này, chiều này 22, chiều này là 5 vuông 5 nhé. Đó, hành trình là được 15 cm này. Trên này có đầu ốc bắt này. Đó. Ti này là ti 16 này, ti rất là đẹp nha các bác. Vẫn còn bóng lừ nhé, chưa có dấu hiệu gì xước xiếc gì đâu nha các bác. Ti bóng lừ. Đó. Ấn vẫn xịt 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 luôn nha các bác. Giá 130k cho một cây, em có một cặp này. Hàng của SMC sản xuất tại Hàn Quốc nha các bác. Đó. Con này thì tem nó chảy chảy gần hết rồi, con này thì còn mất hẳn tem rồi nhá. Người ta bóc mất rồi sao? Đó. Bây giờ em sẽ test hơi cho các bác nhá. Đây nha, con này nó đang thò ra này, em cho nó thụt vào này. Đó, có thấy chưa? Cho nó thò ra này. Đó. Cho nó thụt vào này. Đó. Cho nó thò ra này. Rất là ngon nha các bác. Đó, một chiếc này, chiếc này tiếp này. Chiếc này nó đang ngoảnh đi. Đó. Con nào cũng ngon nhá. Đấy, cho các bác nhìn cái ti này nó bóng lừ nhá, nó không có dấu hiệu gì. Em bật bật đèn flash đây này. Nó không có dấu hiệu gì xước xiếc gì đâu nhá, vẫn bóng lừ ngon lắm. Đó. Một cặp này có 260k thôi nha các bác. Rẻ lắm các bác. Đó, hàng kiểu em xả hàng nhá. Đó, hàng rất là đẹp, chất lượng. Hàng của SMC thì các bác khỏi bàn nhé, các bác mua hàng Trung Quốc nó cũng gấp đôi gấp ba lần này tiền rồi, mà dùng chắc con này nó chấp 4-5 lần hàng Trung Quốc mới nhé các bác. Tiếp tục em view cho các bác con này. Đó, con này em có một cặp này. Đó, kích thước của nó là 55.5 này, 55.5 là em đo kịch đến đây nhé các bác, kịch đến đây là 55.5 này. Đó. Phi này là phi 57 này, hành trình được có 30 cm thôi, hành trình từ đây đến đây là 30 nhá. Ti này là của nó là ti 20 này, 290k một cây nhá. Đó, cái cây này lý do là 290k là nó rất nhiều phụ kiện này, nó có cái bát sắt rất là dày dặn chắc chắn này, lại cả một cái tai này, đó, có một cái T, có một cái V này nữa này, đó, rất là ngon nha các bác. Đó, bây giờ em sẽ test cho các bác con này nhá. Đây em test cho các bác con này, cái con để nằm đây luôn này. Đó, em sẽ quay xa xa một chút nhá các bác. Con này test là hơi khó một tí, là cái ống nó hơi to, mà cái ống của anh em nó bé tí xíu này. Đó. Đói, mà nó vẫn vào bình thường nhá các bác. Do hơi nhà em nó tốt, đây em cắm ở đây này, phi ra này. Ôi dồi, phi kinh khủng luôn nhá các bác. Đó. Đó. Giá con này em bán 290k một cây nhá các bác. Đây. Kích thước của nó đây nhá, cho các bác xem một chút này. Chỗ này nó có hai cái lỗ để bắt ốc gì đấy, em chả để ý nhé. Hai cái lỗ để bắt ốc này, chứng tỏ thân của nó rất là dày nhé các bác. Hàng đúc nhá. Cây này nó đặc điểm của nó là hàng đúc nhá các bác. Đó, ống đúc luôn, rất là dày dặn, chắc chắn nó dày nhá các bác. Ti của nó đây cho các bác xem ti này. Đó. Rất là ngon nhá các bác. Đây, cho các bác chụp. Con này thì nó còn tem, còn thông số này. Đó, thông số của nó đây nhá. Hàng của SMC sản xuất tại Trung Quốc. Đó, và cái con này thì em ghi thông số của nó đây nè. Đó, cho các bác xem hình thức một chút này. Dài 57 cm, à 97 cm này, hành trình là 74 này. Trục ti là phi 16 này, giá 350k một cây. Con này thì là hàng của SMC sản xuất tại Hàn Quốc nhá. Đó. Con này hàng sản xuất tại Hàn Quốc. Đó, em có một cây thôi. Có hai cây thì hôm qua các bác mua một cây rồi, còn một cây nữa không. Đó, và cái bộ kẹp này thì vẫn chưa bay này. Đó, giá 750k một bộ dao cắt này. Đó, con này dao cắt nhé, hoạt động nó kiểu như này này các bác này. Đó, đó,
dao cắt này, chỗ này là dao, dao này là thép SK5 nhé các bác. Đó, người ta ghi rõ ràng là S75U cơ chứ không phải SK5. Ồ, rất là ngon. Cái chỗ này như là nó lắp cái con xi lanh xoay hay động cơ vào đây thì em không biết nhé. Em nghĩ là lắp con xi lanh xoay vào đây là ổn này. Đó, dập dập thế này nhé các bác. Đó, tự nó đẩy ra, nó có lò xo tự nó đẩy ra, cắt xong là tự nó đẩy ra. Đó, thế còn cái con này thì nó là con xi lanh kẹp này, xi lanh kẹp. Cái con này dây của nó là dây THK này các bác, dây rất là xịn nhé, dây của THK này. Đó, đồ Nhật luôn nhé các bác. Con xi lanh này cũng là xi lanh của Nhật luôn nhé các bác, con xi lanh bên trong này cũng của Nhật luôn nhé. Em sẽ test cho các bác này. Con này nó hơi nguy hiểm tí nhé, hôm qua hôm nọ em kẹp chít nó bị kẹp này. Đây này, nó cái đầu nó không vừa, em test kiểu này thôi nhá. Đấy, đẩy kinh lắm các bác ạ. Đấy, đấy, các bác thấy chưa? Nó hở ấy. Đó, đó, nó kẹp vào nhá, kẹp sản phẩm vào đây, cắt này. Giá em bán bộ này là 750k một bộ, bao gồm 3 món như thế này. Đó, tiếp theo này các bác, các bác lướt qua cái khu vực này nhé. Cái trụ này em bán là 2,3 triệu này, trụ này 1,2 triệu này, đế bằng nhôm này, trụ bằng thép này, con này cũng thế nhé. Các bác vào việc thì alo em đo kỹ cho, bởi vì video nó cũng tương đối dài rồi. Đó, mấy cái đồ này này các bác này, lướt qua cho các bác đây này. Đó, cái con bình áp to này, nó chụp thêm thông số này. Đó, nó sẽ có hai cái đầu vào, đầu này là đầu out, đầu trong kia là đầu in này. Đó, một cái bình này nữa này. Đó, đây này các bác này, cái con này là 26 lít nhé các bác, 26 lít áp của nó đó, 11 cân và 17,5 cân. Đó, áp làm việc của nó là từ 11 cho đến 17,3 cân, rất là cao nhé các bác. Nó tương đương với bình của Nhật, mà con này không biết em phải bình Nhật không, chữ này em đoán chữ Nhật này. Đó, chắc là bình của Nhật thì sao á. Đây em có hai cái tủ này nữa này. Đó, hai cái tủ này. Bác nào vào việc alo em nhé. Quay vào trong này thì em giới thiệu đến cho các bác một ít motor nhé. À, một ít cái con nam châm điện này. Đó, hôm nay em bày ra đây một ít mẫu này. Hôm nay sẽ có hai cái dòng này là họ nhà THK, họ nhà Mitsubishi này. Đó, kích thước đây này. Đó, 150k con này nhỉ. Con này em để lâu lắm rồi. Đó, quên em không bày hàng mới ra nhé. Em có cái này em có rất là nhiều nha các bác. Dòng này nữa này. Đó, họ nhà Mitsubishi này. Giá là 200k, kích thước em để đây này. Đó, cũng của nhà Mitsubishi, rất là xịn nhé. Đó, đây này, hôm nay em bày ra hai cục này. Em có nhiều nha các bác, không phải hai cục đâu, em có khá nhiều đó, chắc một vài chục cục. Và cái loại này, đó, loại này kích thước em để đây này, 320k. Loại này thì nó không có thương hiệu gì cả, không thấy dán ở đâu cả, chắc nó bóc qua rồi ấy. Đó, nhưng mà trên thân của nó mỗi con này nó có một cái con cảm biến này. Đó, giá 320k nha các bác. Đó, đó là toàn bộ những cái con ấy. Thì đây này các bác này, cái này em có nhiều lắm nhá, em bỏ đây này. Đó, nhiều lắm á. Và cái dây này em chả biết bác nào biết nó dùng vào việc gì nhá, báo alo em. Thì em bán này, em bán nhiều rồi nhưng em chỉ biết dùng 4 cái sợi này thôi này. Đó, 4 sợi này. Tiếp tục nha các bác, quay sang bên này, vào tiến vào trong này này, em chỗ này em lướt thôi này. Có mấy con motor giảm tốc này. Đó, một con quạt hút thổi này của Nhật nha các bác, hàng của Hitachi đó, chạy điện 3 pha. Một cái con máy hút chân không tách dầu này. Chỗ này thì hôm nay em sẽ lên cho các bác một ít cái chân máy này nhé. Chỗ này của hãng này là hãng Intop này. Hãng Intop này. Em có hai bộ, một bộ trắng một bộ đen nhé, kích thước y xì nhau, cùng thương hiệu. Đó,
Thì cái bộ này em bán là 650k một bộ 4 chân nhá. Đã, các bác cứ lấy 4 chân là nó là 4 650k. Bây giờ em sẽ đo thông số qua một chút cho các bác nhé. Đó. Em đo qua qua một chút thôi nhá để cho các bác dễ dễ hình dung. Cái này đường kính của nó này. À, bề dày của nó này là 16 cm nha các bác. Ui dồi, cam quay tận đâu mất rồi. Đây nha các bác. Đó, 16 cm nha các bác. Đó, chiều này là 16 này. Thì nó ghi là 160 nha các bác. Đó, mã của nó là 160 này. Đó. Thì cái ti này này. Cái ti này là ti 16 nha, ti gen 16 nha các bác. Đó. Đó, ti gen 16 này. Nó từng tăng chỉnh như này nha các bác. Nó sẽ có một cái đế như này bằng inox này. Đó, một cái bát kiểu như này nha các bác, một cái bát như này, nó hình lòng mo như này này các bác này. Để nó trượt 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 như này được này. Đó. Máy của bác hơi nghiêng một tí cũng được, không sao. Đó, kiểu kiểu như thế nhá. Đó. Cái gen này thì xoáy rời ra cũng được này, nhưng mà chả ai xoáy rời cả. Ý em nói là xoáy rời ra được nhá. Đó. Tăng chỉnh kiểu này. Đó. Giá em bán là 650k một bộ 4 bánh này. Cái bộ này thì là có cái bộ này thì là 350k này, bánh xe tinh chỉnh này. Đó, hàng này là của Ford Master này. Đó. Rất là mới nha các bác, 350k. Đó. Rất là mới nhá, bánh nào cũng mới. Rất là mới này. Hàng chưa sử dụng mấy đâu nha các bác. Đó. Bộ này thì 400k này. Đó. Bộ này nó đến từ cái thương hiệu Abilon này các bạn. Abilon, nó có chữ Abilon ở đây này. Đó, Abilon 400k cho bộ này. Bộ này thì 600k này. Hàng của Fosma này các bác. Đó. Hàng Fosma nhé. Đó. 600k bộ này. Các bác nào cần kỹ đo kích thước thì em đo cho. Vào bên trong này thì em tiến sâu vào trong này một chút này, em giới thiệu đến cho các bác những cái này nha các bác. 20k một cục nhá. Đó. 20k một cục, em có hai màu xanh và đỏ này, kích thước em để đây này. Đó, xanh và đỏ này, các bác chụp xanh này. Đó. Các bác chụp đỏ này. Đó, lấy đằng nào thì chụp đằng đấy nhá. Đó. Tay nắm tủ này. Tay nắm tủ âm 20k một cái nhá. Đầy đủ cả cái bát âm của nó này. 20k một cái, có hai màu này. À, màu màu mạ chrome này và màu bạc này. Đó, các bác lấy đâu là em bán đằng đấy nhá. Kè góc nhôm này. Đó, 100k một cân. Đã cái video ngày hôm qua các bác nhìn cái rổ là nó phẳng tút nhá. Thì hôm nay nó bay được còn lõm lõm này, lõm này còn ít nữa thôi. Chỗ này chắc còn độ 7 cân nữa là hết nhá. Hôm qua chắc bay mất độ 4 5 cân rồi. Mà gần hết rồi nha các bác. Con lùa này vẫn 80k một cân. Ốc lục giác cái đằng nhỏ nhỏ này cũng 80k một cân này. Hàng rất là đẹp nha các bác. Em cam kết với các bác 100% inox. Cái này cũng thế này, 100% inox, ốc đen này. Ốc bên này thì to hơn mà lại ốc đen nha các bác. Đó. Quay sang bên này em giới thiệu một cho các bác một chút những cái chân máy này. Đó, chân máy này thì em sẽ view theo cặp nhá. Đó. Đây là một chiếc để ngửa này, một chiếc để úp này, có nghĩa là chiếc này là để thuận này, chiếc này để ngược này. Kích thước em ghi đáy đáy của nó đây này. Còn chiếc này mặt của nó đây này, kích thước của nó là 24 x 11 này nhân 1 này, cao 19 cm nhé, giá 260k một cây. Đó. Cao 19 cm. Đó, dày bề mặt này dày 1 cm này, nó hình thức nó như này nha các bác. Đó, chiếc nó có cả cái tai này. Các bác nhìn cái tai chưa? Hai chiếc như nhau. Đó, để như này là một chiếc úp một chiếc ngửa nhé. Chiếc này cũng thế này. Đó, chiếc này là cũng một chiếc úp một chiếc ngửa này. Kích thước là 24 x 13 x 11 này. À, nhân 1,1 nhá. Có nghĩa là cái thép này nó dày 1,1 này, cao 9,5 cm. Đế này này, đế mặt dưới của nó đây là 21 x 15. Đó. Đây, cho bác xem nhé. Đó. Như này này, đế dưới của nó là 21 x 15 nhá. Mặt trên thì em ghi đây, cao 9 cm. Cái này cũng có một cặp này. Đó, kích thước là
4 x 41 x 15 x 16 này. Đó. Cao 16 cm nha các bác. Đó, trụ này là trụ 5 ly này. Đó. Đó. Mặt trên này, ơ cho anh mượn cái thước vàng vàng. Đó, em đo lại cái mặt trên này cho các bác nhé. Cái mặt này là mặt dưới chứ không phải mặt trên nhé. Mặt dưới này của nó là 30 này, mặt trên này của nó là 41 này. Nhân 5 nhé, bề ngang này là 5, cao 16 cm. Trụ này là trụ vuông 15 x 15 này. À, trụ này là 5 x 5 nhé. Đó, trụ này 5 x 5. Cặp tiếp theo là cái cặp này nhé, 260k này. Và cái cặp này, đó, 30 x 5 x 16 này, cũng trụ 15 này. Đó, đó, giá là 130k một cây này. Em cũng có một cặp này. Đó, chân máy thì em giới thiệu sơ sơ thế thôi nhé. Còn những cái loại chân này còn rất là nhiều nhé, nhưng mà nó toàn cái này thì có 3 cái nhé. Đó, có một cặp giống nhau này. Cái này thì cứ mỗi thứ một kiểu ấy, lộ cộ. Đó, thế mới chán. Quay sang bên này thì em view nốt cho các bác cái cọc quạt này nha các bác. Đó. Bác nào tiện đây thì nó còn thời gian một chút, em giới thiệu đến cho các bác một cái con quạt này. Để em quay cao nó lên nhé. Thì lấy cho anh cái dây nồi cơm này, cái dây dài. Đó, đấy. Đấy, để em bê ra đây. Cái quạt này nó nặng hơn 20 cân nha các bác, rất là nặng. Còn em bê là hơi vất. Rồi, ui trời, nặng áp. Nó rất là nặng nha các bác. Cho các bác xem bề mặt trước này. Trên bề mặt này của nó là nó có cái bộ khung phát ion này. Đó, bộ khung phát ion. Cái này cảm biến ở đâu để ở đây này. Vỡ rồi à? À đâu, chưa vỡ, vẫn còn dùng được này. Đó. Đó. Một bộ khung phát ion nhá, nó có 4 thanh này, 4 thanh khung phát ion. Dây nguồn đầy đủ này, nhưng mà là không có đầu phát, à không có nguồn phát. Đó, bộ dây rất là xịn này. Đó. Kích thước em đo nhá, kích thước bao ngoài khung này của nó là 62,5 này. Chiều này là 40,5 này. Tổng chiều cao từ dưới này lên thì là 32 này, rất là cao nhá các bác. 32. Thì cái lồng bên dưới này, đấy là cái bao ngoài cái lọc nhá. Chiều này thì là 58 này. Đo chiều này. Đó, chiều này thì là 36 nhá các bác, 36. Chiều cao, chiều kia em đo hết rồi. Bây giờ em lật lên đây. Nó vòng quanh là nó bực bao một cái lớp tôn rất là dày nha. Cái quạt này nó nặng đến 20 mấy cân nữa các bác. Đó, chứng tỏ là cái tôn nó rất là dày nha các bác. Được sơn một cái màu ghi này rồi. Đó, màu ghi rồi. Quạt đây thì bây giờ em đo cái đường kính cái quạt này nha các bác. Đo đường kính cái lỗ lọt gió này là nó khoảng độ 16 cm này. Cái quạt này rất là chất lượng nha các bác. Đó, cánh của nó là vừa bằng tôn vừa bằng nhôm. Thế mới hay. Cánh này chỗ này là bằng nhôm này. Đó, còn cái đế này thì bằng tôn. Đó, em không tháo ra nhé. Cái này thì lại bằng nhựa. Không biết là bằng nhựa hay bằng nhôm thì em chưa biết. Nhưng mà nam châm thì nó không bắt. Đây. Sơn đen chuỗi. Không biết bằng gì. Lấy cái gì cạo cái biết nhờ. Cái này khả năng bằng nhôm các bác. Không biết phải bằng nhôm không. Bây giờ em sẽ cắm điện vào nhé. Cái cắm điện thì cái con này nó cắm bằng cái giác cắm nồi cơm này, và nó cũng chẳng có công tắc công tiếc gì cả, cứ cắm vào là chạy thôi. Đó, đây em cắm điện này. Cắm rồi nha các bác, chạy rồi. Đó. Con này thì nó chạy rất là êm. Bởi vì do nó chạy tốc độ chậm. Hai bên nó con kia đây view. Đó. Con này nó chạy rất là êm nha các bác. Và các bác có thể lợi dụng con này nếu mà các bác không cần lọc. Nếu các bác không cần lọc thì các bác lợi dụng con này bỏ lọc ra thì nó như là cái quạt gió bình thường. Đó. Đó. Nhưng mà các bác để lọc như này thì nó không có cái gì là mát đâu nhá, bởi vì nó phải ép cái gió qua cái lọc này thì cái lượng gió nó cản lại đến 90% rồi, nó gió nó chỉ ra lờ thôi nhá các bác. Gió nó ra đây nó chỉ ra lờ thôi nhá. Đó, không mát đâu. Nếu mà các bác muốn mát, các bác bắt buộc phải tháo bỏ lọc đi. Thì con này nó lợi dụng cái chiều này nó sâu này. Cái sâu chiều này nó sâu thì nó hướng gió ra ngoài thì nó rất là mát. Đó. Một quạt này nguyên bản nó là quạt lọc nhá. Đó. Con này em bán giá 800k.
Đó, 800k cho con quạt này nhá. Cái con quạt này thì nó chạy tốc độ rất là chậm, đâm ra nó rất là êm. Không có hộp số, hộp trước gì cả. Và cũng không có điều khiển, cứ cắm là chạy thôi. Kích thước thì em đo rồi nha các bác. Đó, cho các bác xem lại tổng thể. Con này em bán 800k, bên quậy nó có hai cái quai sách như thế này này. Đó, 800k cho con này nhá các bác. Và đây là cái sản phẩm cuối cùng em giới thiệu đến cho các bác rồi. Video của em hôm nay đến đây là hết rồi nha các bác. Các bác mua hàng thì liên hệ với em qua cái số Zalo em để trên này. Đó, em để trên này nhá các bác. Đó, và cuối cùng thì em chúc các bác có một cái buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình và người thân. Và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau. Thân ái chào tạm biệt các bác.